Hello tất cả các bác anh em nhá. Xin chào 5.000 anh em đang theo dõi trực tiếp kênh điện tử Audio Hành Nguyễn Hải Dương. Quay lại với video tổng hợp ngày nay, Hành Nguyễn đang trận giới thiệu với các tất cả các mẫu loa đang có mặt tại showroom em với những thiệu nổi tiếng như JBL, PV, FV, Lexo, Motivity và các mẫu loa full mà loa súp. Bác ấy hợp ở mẫu nào và yêu mẫu nào phù hợp với giá thành, hãy nhấc phone liên hệ với em theo số tổng đài 0936 583 140. Em giới thiệu từ ngoài vào trong đó nhá. Đầu tiên là các mẫu loa phù hợp với phân khúc gia đình nhỏ nhẹ nhưng chất lượng âm thanh là quá tuyệt vời và sâu sắc. Đầu tiên là những cặp loa đẹp xuất sắc luôn nhá, đen quýt bóng liễng đời cực cao, đến từ hãng JBL này, tem đen bên này. Con này có mã số là KB4012, là một dòng loa trưng bày tại Mỹ, tức là chưa qua sử dụng tại Mỹ cũng chưa qua sử dụng tại Việt Nam, bên em cẩu về giới thiệu mặt hàng các bác. Thì cái dòng này này, độ mới, độ chính xác và độ an toàn là 100% nhá, nhưng nó chỉ có bất hợp thôi. Thì với cấu trúc đặc biệt của thùng này ấy, nó là thùng gỗ sơn sần đấy, ê căng bằng sắt, bên trong là nó là cước để chắn bụi nhé, không phải mút đâu nhá, cước chắn bụi, một loại tem đen, nó cực cao. Thì bây giờ này sử dụng một hữu 1 bát 30, từ 17 họng gần 70 là một tép leo bạn nhá, một tem leo, tiếng da trong sạch, chi tiết, chịu đòn cao, độ bền cơ khí cao, độ bền cơ học cao, hỗ trợ cái bác cái giá treo ở trên đỉnh nóc, không có thể đánh phòng hát chuyên nghiệp đẳng cấp đó nhá. Con này rộng là 36, sâu 38, cao là 61, công suất là 350W một quả đấy. Giới thiệu bác cần hình ảnh thông tin chi tiết em sẽ quay nhá. Con này KB4012 để em ngả cho các bác xem này, hàng này hàng chưa dùng bác nhá, chưa dùng ở Mỹ về, chưa dùng, sản xuất lắp ráp tại Mexico này anh em đấy. KB4012 đẹp mõng mồi bác nhá, hàng xịn sò luôn, cam kết hàng xịn sò má luôn đấy. Phân tần có mua chống cháy. Còn này giá em đang bán với giá cực kỳ mềm, giá mới tinh nhập khẩu từ Mỹ nhá, giá là khoảng 48 triệu, nhưng hiện tại bây giờ bên em cung cấp giá là 22 triệu đấy, bác thấy không, rất là hợp lý anh em chơi loa xịn, giá hợp lý nhá, độ mới, độ chắc chắn 100% này, cam kết với nhá đấy. Logo để xoay được 360 độ, tem đen. Còn này vào hát hò thì nó đã tài lắm nhá. Rồi những cặp loa vừa vừa tiền xinh xắn bên này là những cặp loa có model là GX115, sở hữu 1 bát 40 và một tép kèn. Bên em giờ hiện tại còn hai cặp vẫn nhé, hai cặp. Đấy, đứng dòng này dòng tuyển chọn bên em. Bây giờ các bác bên em là bên em tuyển chọn loa vào thì bao giờ đắt hơn một số đơn vị khác, bởi vì là cái tính kỷ luật cao trong vấn đề chọn loa, về củ bát củ tép mọi thứ phải zin đét nhá, đẹp xuất sắc thì giá bao giờ nó nhảy hơn một chút. Nhưng khi các bác sử dụng hữu được những đôi loa đẹp kia thì sẽ an tâm tuyệt đối với nhá, đừng so sánh một vài trăm, nó mất đi cái đẳng cấp, mất đi cái thương hiệu đó nhá. Thì đôi này em đang cung cấp với giá là 15.500.000, rất hiếm về nhá. GX115 đấy, 115 bát 40 tép kèn, đôi này bộc lỉ, tiếng rất hay, con này nghe nhạc chuyên sâu rất là mềm mại nhá. Nếu mà về cái tiếng bát thảo này sẽ mềm con 4012, mềm hơn mất nhá, mà tép rất nảy, giá thành hợp lý cho anh em trong phân khúc loa Mỹ 40, giá 15.500.000, đẹp bóng liếng. Thì với những cặp loa JBL GX15 này thì bên em đã có rất nhiều các video review rồi, đúng không, test và hát rồi, nó quá nhiều công trình vào thực tế rồi. Thế vậy chất lượng của đẳng cấp loa thì các bác mới thể bàn rồi, đúng không, đấy, giá là 15.500.000. Rồi kể đến là những cặp loa PV, nó hay ngoài sức tưởng tượng của tất cả đồng bào nhân dân yêu âm thanh nhá. PV là một trong dòng loa người Mỹ rất ưa chuộng không ạ, rất ưa chuộng. Thứ nhất là cái chất âm nó đưa ra cực kỳ hoàn hảo, tròn xoe và trong suốt. Hiện tại em đang có hai cặp PV SB2T và một cặp PV SB2 combo cạp, rất nguy hiểm nhá. Thì dòng loa này có thể bác chơi được nhiều phân khúc khác nhau, vừa hát karaoke thì giọng ca sẽ bay sáng rộng rãi và hút mic đấy. SB2T được sản xuất tại Mỹ, do Mỹ, thiết kế rất hay, thùng loa thùng gỗ bọc lễ, kích thước rộng là 54, sâu 48, cao 79, tép có sử dụng củ tép từ 14 họng 51 và một củ bát từ 220 con 100 đấy, công suất rất là ít, độ nhạy cao, chơi được không gian nằm 50m² đổ lại. Với cặp loa như là PV SB2T này có thể bác dùng súp hoặc không dùng súp nếu nhu cầu mình không cao, còn cái nếu bác lắp súp
là phải lắp súp xịn mới nhá, bởi vì con này nó thả nước mát rất sâu ở màn. Thế những dòng súp lằng nhằng lắp vào nhá thì sẽ không lại được cái bát này, đôi khi làm hỏng cái bát đi. Những quả loa này nhá, nó hay lắm. Thì cái dòng này anh em trong Sài Gòn rất thích dùng PV SV2XT này, đã được nghe rồi nhé, bác đã được trải nghiệm mà ghép đúng những dòng loa này bác nghe thì bác không bao giờ muốn nghe dòng loa khác, bởi vì nó cực kỳ là hoàn hảo, xuất sắc, âm thanh nó tĩnh lặng, chi tiết đến từng chân tơ cái tóc. Em hai cặp, cặp này là 23 triệu nhá, cặp bên cạnh này đẹp hơn một chút là 24 triệu, đấy nhập cao hơn, bán cao hơn, có nào báo em nhá. Đấy, đấy. Tiếp theo những cặp loa siêu hiếm đang có mặt tại bên em, con này nó đời cực cao nhá, SB2 con bổ cạp Black Queen, Equipit, công suất nó 2000W, thùng gỗ sần nhựa, con này thùng rất là sâu quá nhá, rất là sâu luôn, con này cực kỳ hiếm mà tại Việt Nam, thi thoảng về phát nó gọi con bổ cạp mấy cái đồ ấy, nó độc quá, nó độc, rộng 52, sâu 60, cao 80 như mới luôn, đấy, sản xuất tại Mỹ do người Mỹ, sở hữu một bát 40 từ 22,100 và một tép kèn từ 14 học là mốt, con này đưa ra tiếng tép nhuyễn lẩy sáng bay, hát hòa hay quá nhá, và nghe nhạc cực kỳ sâu sâu, bát sâu mà, đấy, giá 24 triệu. Rồi những cặp loa JBL đến từ Mỹ này, con này những dòng loa rất new deal tình cảm, con này là 835, sở hữu 3 đường tiếng, bát 40, trung 20 và tép kèn. Thì những đôi loa này nó đẹp từ cái lước ra bên ngoài cho đến lộ chảy bên trong đó nhá, zin hết cho anh em toàn bộ côn tép bát, giá này 29 triệu. Con này mà nghe nhạc hát hòa thì bác không phải chê rồi. Và những cặp loa 838 zin nhá, tuyệt đối anh em luôn, tất cả hàng led căng, hàng hành nguyện các bác mới thể bàn rồi, led căng như Soli nhá, không phải nghĩ, cứ alo là cam kết thôi, giá là 33 triệu. Đấy, tiếp theo những quả súp, tiếng súp thì không thể thiếu được trong một bộ câu hình karaoke hay quá nhá, mà đủ giá, nó tạo tiếng bass sâu rồi ấm. Thì em có quả súp như 218 đời cao, chạy bass của 518 với 518 nó là 2044, còn là đời cũ nó là 2043. Thì giá này là 15 triệu. Thì đây dòng súp 50 từ 19 họng 76, thép trắng rất đẹp, màng sóng và màng sần, cho nên cái độ chịu đòn cao, không bị gãy màng như đời 9 nữa nhá. Con này rộng là 50, sâu là 59 và cao là 59, tức là một dòng súp 50 hợp lý nhất về kích thước, đẹp đẽ, sang trọng, tiếng mát thả mềm như bún nữa nhá, nghe sướng lắm, đã tai. Rồi tiếp theo, những quả súp cực kỳ cao cấp nhá. Này nằm trong chuỗi sơ đi BRX 718 XLS. Đấy, con này được tất cả các chuyên gia của Mỹ đã được can thiệp tính toán sẵn rồi, các bác không phải cắt cúp gì cả, cứ cắm vào đây là tự động chỉ to nhỏ thôi, tức là các chuyên gia hàng đầu của Mỹ người ta đã tính toán sẵn cho bác rồi. Đấy, thùng gỗ sơn sần siêu nhẹ nhá, mà siêu ác, mạch điện đẹp, bát cao nhất này, con này bát 50 súp điện đó nhá, đẹp không tí vết luôn, giá là 35 triệu. Con này nó đánh thì các bác không chịu được luôn, phòng hát được ngoài trời không nhá. Đấy, con này trông hình thức có đẹp, BRX 718 XLS. Đấy, súp tiếp theo em dịch trong ngoài này, những dòng loa phân khúc vừa tiền, những quả súp như là Commodity mới này, bát 50 đây, con này có phân tần, sản xuất tại Mỹ do người Mỹ, con này hầm hố sexy, gân đen viền trắng, bát 50 lỗ thông khí phía trước, giá hiện tại em đang bán là 6.500.000 đồng, nghe cứ bao phê anh em luôn. Đấy, rồi những cặp loa đến từ Mỹ sâu tốp này, sâu tốp bát 40 tép kèn to nhá, con này là tép của Element cực cao cấp, bát 40 gân đỏ chỉ vàng, giá là 18 triệu. Đấy, những cặp loa 2 bát, con này là Airwood nhá, con này là 2 bát 40, một trung kèn, một tép xì, giá cũng tầm 19 triệu, con này hát cao kỳ hay không nhá. Đấy, và tiếp theo những cặp loa EV mỏ quạng, con này là đỉnh cao của âm học rồi mọi người ạ. Đấy, con này mã là SH1512, em nhìn lại cái mã lâu lâu quên mất này. Này, SH1512R, sản xuất tại Mỹ do Mỹ, con này thì cái trường âm nó rộng, nghe nhạc chưa sâu quá nhá, chưa thể âm đi được, tép mỏ quạng vẩy rất hay, bass sâu mềm, thì giá em bán là 16.500.000 đồng, đẹp không tí vết nữa nhá, bao chuẩn chỉ anh em luôn. Những quả súp LC 50 từ 280 họng 125 của anh ngoài trời như bom luôn nhá, giá con này là 15 củ một quả, đấy mỹ xịn luôn nhá, là mỹ xịn nó khác. Rồi thì em sẽ lên sóng những con 718 này về được hai quả nhá, 718 súp 718 nhá.
Có những cặp loa như là 838 em nói rồi, bắt 50, trung 25 chấp kèn giá 33. Những cặp loa xinh xắn như là GX 125, 225 bác nhá, và TR25 đồng giá 22 triệu. Đấy. Anh em nào xem 838 918 bác nhá. Rồi những cặp loa JBL nhiều anh em muốn mong đợi đây, con này là 905. Con này đẹp như mới luôn. Bao zin tuyệt đối như loa mới bác nhá. Giá 29 triệu. 925 giá 31 triệu, đẹp xuất sắc. Bác không sánh được nhá. Có người ta bán 15 16 triệu đôi loa. Nếu có giá của 15 16 triệu, 27 28 triệu là có giá hay 27 28 triệu bác nhá. Cái con này là xịn, bao chuẩn bác, đúng đời, không lai căng bác nhá. Rồi bác ạ, những quả súp như là JBL SR418, cái cặp loa như 4725X em đang ghép nó này. Đấy. Đấy, mời bác nghe cái dàn của anh thử em xuống. Rồi. Cái dàn này của anh hay lắm rồi. Xuống. Đấy, cái dàn đấy. Rồi, những dàn máy của này. Rồi, nắp sẵn này. Rồi, quá nhiều luôn. Toàn là VIP thôi nhá. Tuyệt VIP đây. Có trọng là hay không là do mình phối thôi nhá. Đấy, mình nghe xuống. Mọi anh xin mua sắm đấu ghép, các bạn hẹn với em số điện thoại 0936 503 10 nhá. Chào các bạn, giới thiệu thế rồi nhiều quá bác loạn.